Nếu như các bạn chưa biết tặng bạn gái, người yêu của mình cái gì trong ngày 20 tháng 10 đây sẽ là một sự lựa chọn rất là hợp lý dành cho anh em. Một chai nước hoa đến từ nhà Jonebo. Mùi hương tụi con đây đến chính là mùi cha trinh. Thì đây là cái ngoại hình của cả một cái hộp mà các bạn sẽ có một cái card như thế này. Chai nước hoa sẽ được đặt ngay ngắn như thế này. Nó nữ tính nhưng mà nó không bị quá ngọt. Một cái mùi hương mà tạo cho tôi một cái cảm giác mà nó nhẹ nhàng, nó tinh tế. Bạn nữ nào cũng có thể sử dụng được. Và cái chai này thì nó sẽ phù hợp với những bạn nữ nào dùng để đi tiệc, đi event. Cảm giác cái mùi này nó khá là sang. Nó một cái chai khoảng 10ml. Và ngửi cái mùi này ấy thì thực sự là càng ngửi càng cuốn. Tức là nó sẽ kích thích cái khứu giác của bạn một cách nó từ từ. Chứ nó không bị một cách nó sộc thẳng vào. Kiểu ngửi thì muốn ngửi tiếp nữa ấy. Theo như tôi biết ấy, thì cái chai nước hoa này nó có lưu hương đến tận 12 tiếng. Và giá của đó thì lại rất là học sinh sinh viên thôi. Nhà Jonebo này cũng sẽ có rất nhiều những cái mùi hương khác. Thì như tôi nhớ không nhầm là có tổng cộng 5 mùi hương cơ. Và mỗi mùi hương thì sẽ phù hợp cho một dịp khác nhau. Mùi này cuốn thật á. Sẽ một cái sự lựa chọn rất là hợp lý để cho chị em có thể sử dụng. Ngoài ra thì cũng có thể là một cái món quà để cho anh em có thể lưu ý tặng trong cái dịp 20 tháng 10 này nhá.